Hello, hello. Đây, mấy bác thấy sao? Cho đánh giá nha. Đây là cái tời quay tay. Cái này thực ra là trước đây mình mua một cái rồi nha. Mình định ghép vào nhưng mà cuối cùng cái này không có số lượng á, mình không có ghép được. Cuối cùng mình bán rẻ lại cho một khách khác nha. Thay vì mình quay tay các bạn. Cái này trưa nay mình làm nha. Chuẩn bị có một anh khách tới lấy máy CNC. Cho nên trưa nay mình sẽ rất muốn đi bãi nha, nhưng mà nói chung có thời gian sẽ làm. Đó. Cái này 12V nha, 12-24 nha, 100W. Con này cái lực kéo nó khoảng 100kg hơn các bạn, 100-200kg nha. Tại vì con lớn 300W á, nó kéo 500-600kg. Thì mình thử sức đó nha. Mình sẽ ghép nè. Những cái này nè các bạn ha. Khả năng cái này mình cắt cục lại nha, cục lại một xíu nữa tại vì nó quá dài. Rồi lợi dụng bốn cái này nè, bốn con ốc rồi nè. Mình sẽ làm dài ra luôn để bắt và để hàng vào trong đây, hàng vào trong đây đó, làm sao mà nó xài ok nhất các bạn. Cái mặt này sẽ gá vào trong ấy nha, ví dụ như một cái bệ nha, cái mặt này sẽ gá vô nè, cho nên làm sao mà cho nó không vướng á nha. Về khách chỉ việc lắp lên một chỗ nha đó. Và làm tay bấm nha. Con này DC cho nên làm tay bấm rất là dễ các bạn, bấm lên bấm xuống á. Bữa nay mình cố gắng hoàn thiện xong nha, chào cho khách. Và mình lấy số lượng về mình làm. Phải suy nghĩ cho nó ra đơn các bạn, nó ra việc nha. Chứ trước giờ mình bán thì giống như chỉ bán không có ấy. Bây giờ mình làm trọn bộ luôn nè. Về khách chỉ cấp ắc quy 12 hoặc 24 xài. Đó. Thì cái này có 3 phiên bản nha, một là 100W, hai là một số con to hơn nha. Đây. Và phiên bản lớn nhất là con này. Phiên bản lớn nhất là con 300W nha. Thì mình bao các bạn là tải 500kg trở lên nha. Với phiên bản này. Với phiên bản này nha, mình bao các bạn tải 500kg. Ha. Mình cũng sẽ thử luôn. Đó. Phiên bản lớn nhất nha. Bao các bạn tải 500kg. Đó. Nha. Về ví dụ như khách có xe máy cày, xe này xe nọ nha, cẩu kiển ha, cây kiển các kiểu, những cái ứng dụng mà cần cẩu á, cần sức cẩu á, tầm 500kg đổ lại, khách liên hệ mình làm giá tốt ha. Và hàng này hàng Nhật các bạn, không phải như những con China này nha. Đây nè, những con China này các bạn thấy nhỏ xíu không, để mình lôi ra luôn nha. Đây. Này các bạn so sánh nè. Đó. Ruột bên trong thì bữa mình cũng mở ra rồi. Mở ra rồi nha, nó cũng bình thường thôi, nó không phải quá phức tạp nha. Có điều cái thang của nó thì nó thiết kế cái thang là dạng mà thang nó không phải là dạng mà cổ góp các bạn, mà nó dạng như nó ép vô. Thì với cái thang này thì mình nói chung là cũng dễ xử lý hơn là cái thang cổ góp nha. Con này cẩu được 450kg. Thì các bạn nghĩ con này cẩu được bao nhiêu? Các bạn thấy con này cẩu được bao nhiêu ký? Nếu mình đưa cái con này mà vào trong đây ha. Tại vì cái này với cái này giống nhau. Hai thằng này là hộp số giống nhau các bạn. Hình như tỷ lệ khoảng 1/40. 1/30 chứ. Đó. Trong khi con này của Nhật nha. Đó. Và hàng mình bán ra bảo hành cho các bạn chạy nha, xài. Mình sẽ bán thêm cái gói bảo hành. Tức là khách nếu mà mua thêm gói bảo hành 100k thì mình sẽ bảo hành các bạn xài 1 năm nha, 1 năm cẩu thoải mái. Đó. Nha, thêm 100k nữa để bảo hành. Ok, giá thì mình chưa có ấy nha, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ làm hai gói nha. Một gói có bảo hành và một gói không bảo hành. Thật ra không bảo hành với có bảo hành là giống nhau hết nha. Nhưng mà khách yên tâm hơn. Và sau này á, cái tiền đó đó, ví dụ như khách cần hỗ trợ này nọ đó, vận chuyển về thì mình lấy cái chi phí đó nha, mình đưa vào khoản phí ship hay các kiểu ha. Ví dụ như công thợ xem các kiểu. Ok, con này cũng đang có rất là nhiều khách đang đặt mua số lượng các bạn. Đặt mua số lượng nha. Có một khách đang đặt mua làm cái quay cuộn ống 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 phun thuốc các bạn.
thay vì các bạn quay tay thì dùng cái này quay nha. Hiện tại con này kéo được 500-600 kg, có một shop khác bán, họ khẳng định nha, họ khẳng định, mình đã liên hệ rồi đó, cho nên con này bây giờ rất là quan trọng. Còn những khách mà cái nhu cầu thấp hơn á nha, nhu cầu thấp hơn á, thì mình có thể xài con 100W. Con này qua cái bộ này thì bao các bạn là cẩu 200 kg, à, nâng kiển các kiểu nha, giá chỉ rẻ thôi. Con này 400 đúng không? Cái bộ này mình mua, bộ này mình mua là 200 mới về các bạn, luôn cáp luôn móc nha, luôn cáp luôn móc ha. Tầm 208 đi, cho là 300 đi, 300 400 là 700. 700 cái gì lại này nọ nữa hết nha. Công bát biết các kiểu, trăm nữa là 800. 800 các bạn có một cái bộ tời cực ngon. À quên nữa, cái này nữa nha. Cái này trăm mấy nữa nha. Nói chung khoảng 1 triệu là các bạn có một cái bộ tời 12-24 cực ngon. Hàng của Nhật ha, động này cái miếng cụm này của Nhật nha, hộp số cứ tất cả Nhật hết. Máy in Japan, nhông thép. Đó, các bạn xài rất là bền. Ok, cái này thì trước mắt mình sẽ triển khai các bạn, triển khai trong nay mai. Và không chỉ mà ráp không á, mình sẽ cẩu luôn, cẩu tải luôn nha. Đó, cẩu tải luôn. Tại vì mình có cái này nè, chỉ việc thay vào thôi các bạn. Thay vào thôi đây nha. Cái này nó sẽ treo đây nè. Cái cục này gỡ bỏ đó, treo đây nè các bạn. À, treo sao ta? Vậy thì cái cáp này á, cái cáp này sẽ đưa ra phía trước nha. À, lòn ra phía trước. Đúng rồi, cái sợi cáp này các bạn, mình lòn lên đây nha, đưa ra cần đó. Hoặc là nó nằm vậy hết ta. À, hình như nằm vậy nè các bạn ơi, hình như nằm như vậy mới đúng nha. Đó. Ok, một dự án mà mình sẽ trong năm nay giống như vậy luôn á, mình sẽ triển khai những cái nào đó thực tế nhất nha, nó cụ thể hóa chứ không phải mà nói miệng như trước đây nữa nha, các bạn đón xem nha. Và cái này mình giới thiệu luôn nha, cái này mình sẽ làm luôn, à, khỏi đợi ai hết. Cảm ơn khách là tối mua hàng nha, anh cho cái ý tưởng, anh cho cái ý tưởng các bạn. Cái máy xăng đâu rồi, đưa vô phát điện đây, máy này nè, bỏ không ta, bao nhiêu cân được, được các bạn. Nặng quá. Đây, mình ráp trọn bộ luôn, có bánh xe các kiểu nha, có đế, có các kiểu. Các bạn giật ra một cái nổ ra ổ điện xài luôn ha, giật ra một cái nổ chạy luôn. Cái này mình sẽ làm hai lỗi nha, cái này nói chung vừa phát điện 220 mà vừa phát điện DC luôn. Ok, sáng giới thiệu khách một số đồ nha. Bộ này mình có hai bộ nha, khách nào cần thì liên hệ, mình sẽ chừa lại một bộ. Còn cái này thì có số lượng, nhưng cái này cần test.